Xin giới thiệu tranh nhấp nổi sơn thủy đẹp của họa sĩ Tuấn Thành. Và đầu clip là xin mời các bạn xem qua quang cảnh to đẹp của chủ nhà. Và trước màn hình điện thoại của các bạn đây là nhà ông Phong. Nhà ông Phong đây ở khu vực thôn Ngọc Quan, xã Lâm Thao, Lương Tài, Bắc Linh. Ngôi nhà mặt đường to đẹp và rộng rãi nhất ở khu vực xã Lâm Thao. Các bạn đang xem đây là ngôi nhà đẹp của ông là ngoài mặt đường. Và chúng ta hãy đi vào trong để xem toàn bộ quang cảnh ngoài trời ngôi nhà đẹp của ông đây. Đây các bạn đang xem đây là tôi sẽ quay lên trên của ngôi nhà đây. Và dưới đây là sân vườn rất là rộng rãi, ông bày trang trí rất là nhiều cây cảnh. Và chúng ta hãy cùng theo chân ông để đi vào trong để xem chiêm ngưỡng bức tranh. Trước mắt quý vị đây là quang cảnh trong nhà, trên là những đèn nét cũng như là trần gỗ. Và đây là toàn bộ quang cảnh trong nhà ông rất đẹp và sang trọng. Đây là chúng ta hãy nhìn qua quang cảnh ngoài trong nhà ông. Và chúng ta hãy chuẩn bị để theo ông để buông rèm để xem bức tranh đẹp như thế nào. Và đây trước mắt quý vị và các bạn đây là bức tranh sơn thủy đẹp của nhà ông Phong. Ông đang buôn mảnh đây. Trước mặt quý vị đây là bức tranh khoảng gần 2 mét vuông. Bức tranh này cũng nhỏ thôi nhưng mà rất là đẹp và hình chữ nhật. Đây là ông Phong. Và chúng ta hãy đang xem đây là bức tranh đắp nổi nhé. Đây là bức tranh đắp nổi ngoài trời. Với giá tranh tường thì tôi vẫn nhận là đi 2 triệu một mét vuông. Bức tranh nhà ông đây khoảng gần 2 mét vuông, nhỏ thôi. Và với những 2 triệu mét vuông thì tôi sẽ làm cho bức tranh bền màu, phải đạt được khoảng 25 hoặc 21 năm. Các bạn đang xem đây là tranh đắp nổi, đắp xong thì tôi mới tô màu như thế này. Với bức tranh này tôi đắp cuối năm 2022. Và các bạn đang xem đây là bức tranh sơn thủy đồng quê. Với bức tranh tôi đắp đây là ông Phong rất là hài lòng. Và khi về thì ông đã thưởng cho họa sĩ Tuấn Thành là 300.000. Và rất vui là ông đã khen ngợi và động viên. Và xin được cảm ơn ông và chúc ông luôn luôn mạnh khỏe và gia đình ông là luôn luôn phát tài phát lộc. Và mời quý vị và các bạn hãy cùng ngắm tranh. Từ đồ chia tay anh phiêu bạc muôn phương, lại trở về quê đó gác bên rồi. Nghe câu ví dặm người ơi, sương chiều ướt lạnh dòng trôi. Sông Nam xanh biếc đôi bờ, mà anh nỡ hẹn chuyến đò sang ngang. Sông Nam bên nở bên bồi, mà anh nỡ hẹn với người anh thương. Từ đồ chia tay anh phiêu bạc muôn phương, nay trở về quê đó gác bên rồi. Nghe câu ví dặm người ơi, sương chiều ướt lạnh dòng trôi. Sông Nam xanh biếc đôi bờ, mà anh nỡ hẹn chuyến đò sang ngang. Sông Nam bên nở bên bồi, mà anh nỡ hẹn với người anh thương. Và giờ xin mời các bạn hãy quay lại để xem bức tranh. Bức tranh nhà ông Phong đây là đẹp và rất là thơ mộng. Các bạn đang xem đây là trên đây là có chiếc cầu này và những khóm tre. Bên cạnh kia là có những ngôi nhà cũng như là những cái đình. Gần đây nữa là có con cò và xa tít cái nữa là những hòn đảo xa xôi và những cái thuyền thấp thoáng. Nhìn thơ mộng và đẹp. Và các bạn đang xem đây là tranh đắp nổi ngoài trời ở nhà ông Phong ở thôn Ngọc Quan, xã Lâm Thao, Lương Tài, Bắc Linh. Với bức tranh này tôi làm 2022. Giờ xin mời quý vị và các bạn hãy cùng xem và chiêm ngưỡng bức tranh đẹp. Vì hoa đến thì hoa phải lờ, em xuống bên đó em về bên lỡ. Nước mắt nhạt nhòa theo mái chèo buông. Từ đồ chia tay anh phiêu bạc muôn phương, nay
trở về quê đó gác bên rồi. Nghe câu ví dặm người ơi, sương chiều ướt dòng trôi, sông Nam xanh biếc đôi bờ, mà anh nỡ hẹn chuyến đò sang ngang. Sông Nam bên nợ bên bồi, mà anh nỡ hẹn với người anh thương. Với clip hơn 5 phút của nhà ông Phong đến đây đã hết. Xin kính chào quý vị và các bạn và hẹn quý vị và các bạn clip lần sau. Xin chào.